Biết thế. Ốc rồi. Không có mà. Dạ. Cái bọn cà phê này nó cũng du nhập vào Việt Nam này, Starbucks này nó nhập vào, nó mới nhập vào đấy. Salz. Đúng là cái khúc đi bộ ở bộ suốt kia. Quên ăn gần hết nha. Uống sweat kìa. Để đẹp chút này, giữ đẹp. Ê, cẩn thận này, ăn con để cái này dưới ấy này. Kia, để lên, chứ không nó dầu nó rớt ấy, thôi được rồi. Cái gì? Rồi, quay rồi. Thôi, thôi đi. Thôi đi. Tiếp đi, ra đây, đây thẳng đây này, thẳng cái này. Ừ, giống là trước mình vào đấy. Thế lúc trước mình đi như vậy thẳng. Dạ. Mình đi từ ngoài kia vào trong này thì đi thẳng đấy ra bờ sông. Thế là mình đi một vòng cái này này. Rồi cho uống nước đi, nó tỉnh chưa? Rồi. Đúng rồi. Cho uống nước đi.
Nó lạ rồi. Có gì nữa, cái chỗ này có gì đâu mà à, chụp hai người hả? Ở chụp nữa đi. Mình cứ lúc nãy có nhiều mình đi quanh quanh cái nhà này, nhà ngân hàng Comet này nhá. Thì em cầm đi, em cầm cho nó uống những cái đồ uống. Mẹ nó cầm. Ừ, Henry. Rồi. Ờ, cha. Uống đi. Không thích uống hả? Ừ. Ồ, thôi đi. Đấy, ra đứng cho em chụp đấy. Ê, cái này quan trọng rồi mà không nói ông bà đứng chụp. Ừ. Anh à, bác mẹ. Em tới nhà. Ờ, thì đứng đấy. Cầm cái bụi lại đi. Nhưng mà sát cái đấy quá, phải ra gần tới đây này. Ra chỗ này thì mình thấy nền sau được to ra. Em đứng sát quá thì nhìn ra được. Sát quá không nhìn thấy, phải lùi lại. Cả gia đình đứng chỗ này. Được rồi, thì đứng đi. Anh ra đứng đi con. Rolex. Henry. Hả? Hả lỡ? Hử? Hôm nay dạ chơi hả? Hả? Hử? Dạ chơi với ông ngoại bà ngoại ha? Ngủ được tiếng không? Hả? Dạ. Cái gì còn 50 không? Sushi hả? Đúng rồi, cái chỗ đúng rồi, đây cái chỗ đấy là chỗ đi thuyền đấy, tụ tập đấy được. Đi nhìn ngắm cái gì, chở quá trời đồ luôn. Cano. Ừ, tàu vận tải ha, to ha. Ừ, tàu vận tải vĩ đại.
Wollen Sie uns wieder zu dem Kreis bauen? Aber wir haben doch gelernt, Gewinne privatisieren. Cái gì cơ? Hả? Này, đầu kia mới là thang máy, đầu kia mới là chính. Nhìn thấy cái nhà xe không? Tít sâu kia thấy không? Xe quá trời hả? Đây vào này. Đấy vào đây thấy mát mẻ không? Mát, đây này. Đây nhìn, nhìn ông bà ngồi xuống nhìn cái này này, nhìn cái thang máy cái này này, nhìn đây này. Nhìn sao? À, thang máy lên xuống đẹp không? 3 tầng, 3 tầng thôi. Rồi có đèn trên này, không phải nhìn ra. Lấp lánh. Rồi à, đi tiếp. Thích cái gì? Khúc này. Thôi mình đang đi thế này đi có đi lẻ nào được. Này. Đây đi lẻ đây đi ôm mà nó vào đi ra chỗ khác. Ta nhìn dưới này không? Nhìn dưới này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
so groß, man kann da irgendwie nicht mehr den Weg nach draußen finden, wegen des so groß. Kann nicht den Weg finden. Ich doch nur Umlauf hier, so ein Kreis. Kreis. Ja? Guck, wenn ich diesen Ding sehe, zum Beispiel ich bin auf dem Fuß nach oben und sie diesen Ding, dann bin ich richtig. Ja, wir laufen so einen Ring. Wie sie her, dann wird es so Ring. Das da ist die Mitte. Ich gehe jetzt dahin. Ja, wir gehen gleich dünn im Tor. Dünn hier. Das ist ein Handy. Thế nào được, đi vòng vòng này thì ra đường trước. Ừ. Yeah. Vàng kim cương này. Đâu. Ừ.